Xin chào các bạn, rạng sáng nay, trên sân vận động Molina, ở những phút bù giờ cuối của trận đấu, Kobbie Mainoo đã có pha cứu thầy 10 hoàn hảo khi ghi bàn và ấn định tỷ số 4-3 với chiến thắng thuộc về bầy quỷ đỏ thành Manchester, giúp bầy quỷ đỏ có thêm 3 điểm và vượt hạng thành công trên bảng xếp hạng. Ở một trận đấu khác, câu lạc bộ Bournemouth đã cầm hòa được đoàn quân Búa Tạ, mỗi đội chỉ có thêm 1 điểm. Với trận hòa này, Bournemouth đã giúp quỷ đỏ kéo thêm gần khoảng cách với West Ham đang ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Sau 10 trận đấu vòng 22, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh đã có những thay đổi ngoạn mục như sau. Vị trí đầu bảng vẫn là lữ đoàn đỏ Liverpool sau khi đánh bại Chelsea với tỷ số 4-1, Liverpool có thêm 3 điểm và có tổng 51 điểm sau 22 vòng đấu. Vị trí thứ hai là Man City, có thêm 3 điểm từ chiến thắng 3-1 trước Burnley, Man City có 46 điểm sau 21 vòng đấu. Vị trí thứ ba là pháo thủ Arsenal, cũng có thêm 3 điểm nhờ chiến thắng trước Nottingham Forest, pháo thủ cũng có 46 điểm sau 22 vòng đấu. Vị trí thứ tư là Tottenham đã xuất sắc đánh bại Brentford có thêm 3 điểm. Với 43 điểm, Tottenham đã thành công vượt mặt Aston Villa và trở lại top 4. Vị trí thứ 5 là Aston Villa, để bại trận trước Newcastle nên Aston Villa không có thêm điểm nào, mặc dù cùng điểm và cùng hệ số bàn thắng với Tottenham nhưng do kém số bàn thắng ghi được nên Aston Villa rớt xuống vị trí thứ 5. Vị trí thứ 6 là West Ham, vòng này West Ham có 1 điểm do trận hòa với Bournemouth, West Ham có 36 điểm. Vị trí thứ 7, nhờ chiến thắng 4-3 trước bầy sói Gu, quỷ đỏ có thêm 3 điểm. Với 35 điểm, quỷ đỏ chỉ còn kém West Ham ở vị trí thứ 6 1 điểm. Vị trí thứ 8 là Newcastle, có thêm 3 điểm nhờ chiến thắng trước Aston Villa, Newcastle có 32 điểm. Vị trí thứ 9 là Brighton cũng cùng có 32 điểm. Vị trí thứ 10 là Chelsea, không ghi thêm điểm nào do bại trận trước Liverpool và vẫn giữ nguyên 31 điểm. Vị trí thứ 11 là bầy sói Gu cũng bại trận trước Manchester United và không ghi thêm được điểm nào, Gu có 29 điểm sau 22 vòng đấu. Vị trí số 12 là Bournemouth có 26 điểm sau 21 vòng đấu. Vị trí số 13 Fulham có 25 điểm sau 22 vòng đấu. Vị trí số 14 là câu lạc bộ Crystal Palace, nhờ đánh bại được Sheffield United và có thêm 3 điểm, Crystal Palace hiện có 25 điểm sau 22 vòng đấu. Vị trí thứ 15 là câu lạc bộ Brentford có 22 điểm. Vị trí số 16 là Nottingham Forest vẫn giữ nguyên 20 điểm. Vị trí số 17 là Luton, nhờ kỳ tích đánh bại Brighton với tỷ số 4-0. Luton có thêm 3 điểm và bước ra khỏi vùng nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Vị trí số 18 là Everton, mặc dù có thêm 1 điểm nhờ trận hòa với Fulham, nhưng bao nhiêu đó là không đủ để Everton trụ lại vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Ở vòng 22, Everton rớt xuống vị trí số 18, một trong 3 vị trí cầm đèn đỏ. Vị trí số 19 là Burnley vẫn giữ nguyên 12 điểm sau 22 vòng đấu. Và vị trí cuối bảng là Sheffield United vẫn chỉ có 10 điểm và là đội bóng có khả năng trụ hạng lâu nhất trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Chỉ đáng tiếc vị trí đó là vị trí thứ 20, vị trí cuối bảng. Video đến đây là hết rồi. Các bạn ủng hộ kênh mình một like với nhé. Xin cảm ơn.